Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên cho phép Thành Kiên và Hồng Nhung thay mặt cho đơn vị dự thi xã Kiều Lương xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật tham gia dự thi của đơn vị xã Kiều Lương gồm có các tác phẩm như sau. Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Đỗ Mình. Người về thăm quê, nhạc sĩ Thuận Yến. Người đi xây hồ kẻ gỗ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Đất nước tròn niềm vui, nhạc sĩ Hoàng Hà. Cùng điệu múa mang hương sắc vùng cao. Kịch bản và đạo diễn Lê Thành Kiên, biên đạo dàn dựng Vi Hồng Loan. Với sự tham gia diễn xuất của các đoàn viên công đoàn, người lao động và hội viên Hội Nông dân xã Kiều Lương, chương trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, nhà thơ Tô Hữu viết: từ ấy cho tôi bừng nắng hạ, mặt trời chất lý chói qua tim. Ấy là từ khi có Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo các phong trào đấu tranh của dân tộc, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhạc sĩ Đỗ Minh khi mới tròn 25 tuổi vẫn còn chưa được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông cũng như bao người có một niềm tin yêu Đảng mãnh liệt. Ông đã viết ca khúc Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, với tình yêu tha thiết ấy. Bài hát như một lời hiệu triệu toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng tin yêu theo Đảng. Thank you.